Anh ơi, ca cho em gần ca bài nha em anh. Em ca hai câu à nhỉ. Nói thiệt nha, trời ơi em lâu lắm không có được ca đâu. Alo, câu 2. Nói chứ cô bác anh em anh chị ra đông nghề cũng thông cảm em nha. Em giờ mệt quá rồi. Tiếng sáo bị thương nức nở giữa